Đây là tế bào, đơn vị sống nhỏ nhất. Khi chúng ta đang yêu, tế bào tim phản ứng lại như thế này đây. Khi chúng ta hoảng hốt, tế bào thần kinh lại phản ứng theo cách khác. Tế bào, đó là nền tảng của tất cả sự sống, cho dù đó là bông hoa hay con người. Mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta tự phát triển và tự tái tạo. Cơ thể chúng ta giống như một thành phố đang phát triển nhanh chóng. Trong đó mỗi ngôi nhà là một tế bào nhỏ, đặc biệt và độc nhất vô nhị. Chính ở đây, bên trong các tế bào là nơi ẩn chứa những bí ẩn của sự sống. Các nhà khoa học mới chỉ đang tìm hiểu bí mật của sự hình thành và hoạt động của tế bào. Họ đang cố gắng tìm hiểu những quy luật và cơ cấu để đơn giản hóa cuộc sống của tế bào và giúp cho tế bào sống lâu hơn. Và một trong những điều kiện quan trọng để tế bào có thể hoạt động bình thường, đó là không gian trong sạch xung quanh tế bào. Và nếu như không gian này càng lý tưởng về mặt sinh học bao nhiêu, thì tế bào càng sống lâu bấy nhiêu. Chính vì thế, các tế bào trong suốt cuộc đời của mình thực hiện quá trình tự làm sạch mình không ngơi nghỉ. Bởi vì sự sống của chúng phụ thuộc vào điều này. Và đây là một quá trình phức tạp, nó diễn ra theo ba hướng: làm sạch môi trường giữa các tế bào, làm sạch bên trong tế bào và bảo vệ tế bào chống oxy hóa. Không gian giữa các tế bào được lấp đầy bởi dung dịch. Dung dịch này thực hiện các chức năng khác nhau. Nhưng một trong những chức năng chính đó là làm sạch tế bào và bài tiết các chất có hại ra khỏi cơ thể. Nói một cách hình tượng thì giống như việc quét dọn đường phố của thành phố bên trong cơ thể chúng ta. Quá trình làm sạch môi trường giữa các tế bào là một trong những cơ chế cổ xưa nhất để duy trì sự tinh khiết của các tế bào. Cơ chế này thậm chí còn được các sinh vật đơn bào đầu tiên sử dụng. Chúng bài tiết ra các chất có hại ra ngoài, nghĩa là đào thải thẳng vào đại dương mà chúng ta đang sống. Còn đại dương thì hòa tan và mang các chất độc hại đi xa khỏi tế bào sống. Trong cơ thể người, hệ thống này cũng làm việc tương tự như vậy. Tế bào bài tiết các chất độc hại ra môi trường giữa các tế bào, còn dịch giữa các tế bào sẽ mang các chất độc hại này ra ngoài qua đường mật ruột, mồ hôi, nước tiểu và qua các đường bài tiết tự nhiên khác. Nhưng giống như 2 triệu năm về trước, hầu như tất cả các chất bài tiết đó đều có nguồn gốc tự nhiên. Dĩ nhiên chúng là các chất có hại, nhưng chúng là sản phẩm của quá trình trao đổi tự nhiên của tế bào. Thế nhưng với các chất bẩn ngoại lai thì phải làm sao đây? Просто
cùng với sự phát triển của các thành phố và môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm, thì việc làm sạch bên trong tế bào ngày càng trở nên có ý nghĩa hơn. Nếu nói một cách chính xác hơn, đó là việc khử độc bên trong tế bào. Nói một cách đơn giản, thì đó là việc tổng vệ sinh các tế bào trong cơ thể của chúng ta. Chính các tế bào là nơi mà ngày càng có nhiều hơn các chất khác nhau thâm nhập vào theo thời gian. Chế độ dinh dưỡng không đúng, các thói quen có hại, làm việc quá sức, các loại thuốc có tác dụng mạnh, tất cả sẽ dẫn đến một kết cục, đó là tế bào cơ thể bị ô nhiễm. Các chất có hại ngoại lai không chỉ cần phải đào thải chúng ra khỏi cơ thể, mà chúng còn phải được vô hiệu hóa càng nhanh càng tốt. Trong mỗi tế bào có các bộ phận đặc biệt theo dõi và vô hiệu hóa các độc tố có hại cho tế bào. Ban đầu chúng vô hiệu hóa các chất có hại thâm nhập vào tế bào, sau đó chuyển ra thành dạng dung dịch và cuối cùng dịch giữa các tế bào sẽ đào thải chúng ra khỏi cơ thể. Nhưng ngoài các sản phẩm của quá trình trao đổi của chính tế bào và các chất có hại ngoại lai, tế bào còn có một kẻ thù rất nguy hiểm và thật là nghịch lý. Nguyên nhân xuất hiện kẻ thù này đó là oxy, nghĩa là không khí mà chúng ta đang thở, bản thân nó cũng nguy hiểm. Bởi vì dưới sự tác động của oxy trong cơ thể sẽ hình thành nên các chất hóa học đặc biệt, đó là các gốc tự do, chúng rất nguy hiểm cho tế bào. Điều đáng sợ nhất ở đây là các gốc tự do tác động nhanh như chớp. Chỉ trong một phần nghìn giây, chúng có thể phá hủy hoàn toàn tế bào. Gốc tự do đã làm tổn thương thành của tế bào này. Ngôi nhà đã bị phá hủy. Số phận của tế bào thật bi đát. Tế bào này đã bị lấy mất năng lượng, không hơi ấm và cũng không ánh sáng. Chỉ trong chớp mắt, các gốc tự do có thể hủy hoại bất kỳ tế bào nào. Các bạn thấy không? Hàng ngày tế bào của chúng ta chết như vậy đấy. Hàng trăm, hàng nghìn tế bào, ngày này qua ngày khác. Đối với cơ thể chúng ta, đây thực sự là thảm họa thiên tai. Chúng ta chỉ khỏe mạnh cho đến khi tế bào của chúng ta vẫn còn sống và khỏe mạnh. Có một hệ thống đặc biệt giúp giải cứu các tế bào của chúng ta thoát khỏi các gốc tự do, đó là các phân tử tự nhiên, các chất chống oxy hóa. Đây là đội quân được bố trí ở tất cả các cơ quan và mô trong cơ thể chúng ta. Các chất chống oxy hóa có thể tìm kiếm và trung hòa nhanh chóng oxy. Ở người khỏe mạnh, ăn uống tốt, hít thở không khí trong lành, sống ở gần hồ, thì các cơ chế tế bào tự nhiên sẽ bảo vệ cơ thể một cách hữu hiệu. А
Tuy nhiên, tất cả chúng ta đang sống ở các đô thị lớn, hàng ngày phải chịu đựng áp lực nặng nề mà cơ thể của chúng ta không thể nào khắc phục được, do đó cần phải có sự hỗ trợ bổ sung cho cơ thể. Và ở đây chúng ta có sự trợ giúp của khoa học nội sinh thái. Đây là một ngành khoa học y khoa còn non trẻ. Khoa học nghiên cứu các phương pháp, công cụ cho phép duy trì sự trong sạch của môi trường bên trong cơ thể. Khoa học nội sinh thái sẽ dạy cho chúng ta cách làm sạch thành phố bên trong cơ thể của chúng ta với điều kiện sống của siêu đô thị hiện đại ngày nay. Dành cho những người muốn duy trì sự trong sạch của tế bào nhưng không làm ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt của mình trong cuộc sống đô thị, Tập đoàn Sức khỏe Siberia đã sáng chế ra một phương thức làm sạch tế bào hoàn toàn mới. Đó là sản phẩm với tên gọi Renaissance Triple Set. Nếu như các sản phẩm khác làm sạch cơ thể chỉ ở mức độ các cơ quan cụ thể như gan, thận, ruột, thì Renaissance Triple Set có tác động ở cấp độ tế bào. Ngoài ra, chúng còn kích thích không chỉ một mà nhiều cơ chế làm sạch tế bào cơ bản cùng một lúc. Chính vì thế, có thể gọi Renaissance Triple Set là phương thức giúp làm sạch hoàn toàn tế bào. Sản phẩm Renaissance Triple Set bao gồm 3 công thức bổ trợ lẫn nhau. Công thức thứ nhất là tổ hợp bao gồm 18 loại thảo dược giúp làm sạch môi trường giữa các tế bào bằng cách kích thích sự lưu thông của dịch giữa các tế bào, giúp làm sạch hiệu quả hơn môi trường giữa các tế bào. Công thức thứ hai của sản phẩm Renaissance Triple Set là sự kết hợp giữa các thành phần được lựa chọn đặc biệt giúp kích thích hoạt động của các men bên trong tế bào. Các men này có tác dụng làm vô hiệu hóa các chất có hại ở bên trong tế bào. Công thức thứ ba có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi hiện tượng ăn mòn bên trong cơ thể, nghĩa là bảo vệ tế bào chống lại tác động phá hoại của các oxy tự do và chống lại các gốc tự do sinh ra từ chúng. Các chất có nguồn gốc tự nhiên độc đáo này bảo vệ tế bào chống lại các oxy tự do từ bên ngoài, bên trong và ở cấp độ màng tế bào, nơi rất dễ bị tổn thương bởi hiện tượng oxy hóa. Cơ thể khỏe mạnh thực sự có thể tự chiến đấu với bất kỳ sự ô nhiễm nào. Để chiến thắng hoàn toàn thì cần thực hiện một hành động.